Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Bính Thìn 1976 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Như chúng ta đã biết thì việc áp dụng phong thủy trong xây dựng nhà là rất quan trọng. Dù nhiều người cho rằng bản thân là người chẳng duy tâm, tuy nhiên ít nhiều khi chuẩn bị xây nhà, một việc trọng đại cả đời nên phải vẫn chú trọng đến phong thủy trong xây dựng. Các bước chuẩn bị trước, trong và sau khi xây nhà cần phải làm những việc gì, những điều tối kỵ cần tránh để mọi thành viên trong gia đình được tâm an, và gia đình vui vẻ hạnh phúc, phúc lộc đầy nhà. Một ngôi nhà tốt thì cần phải có sự dung hòa giữa tính thẩm mỹ lẫn phong thủy vượng. Yếu tố quan trọng nhất khi xây nhà là chọn tuổi làm nhà, hướng hợp với trạch chủ và vận khí của đất. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cắt bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì vuông bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn xem tuổi làm nhà năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Yếu tố đầu tiên cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu hoang ốc hay không. Đầu tiên, ta xét đến kim lâu. Năm 2020, gia chủ Bính Thìn 45 tuổi. Theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu. Xét đến hoang ốc, năm 2020 canh tí gia chủ Bính Thìn 45 tuổi. Theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tam địa sát nhân do giai đắc bệnh, sát nhân là bệnh. Gia chủ mà làm nhà tuổi này thì sẽ mắc bệnh tật liên miên, tuổi này không nên làm nhà. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Bính Thìn cần tránh các năm tam tai Dần Mão Thìn, năm làm nhà 2020. Theo cách tính thì gia chủ sinh năm 1976 Bính Thìn sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Nếu muốn cắt lành nên mượn các tuổi sau để động thổ: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mặt đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mặt đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cắt lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng tuổi năm 2020. Mời quý vị và các anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Thìn 1976, nam mệnh thuộc cung Càn Kim, nữ mệnh thuộc cung Ly Hỏa. Xét với việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Bính Thìn 1976, cung Càn, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt là Tây Bắc, Phục Vị, Đông Bắc, Thiên Y, Tây Nam, Diên Niên, Tây, Sinh Khí. Bốn hướng xấu là Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Hủy. Giờ ta xét đến tuổi 1976, nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm Ba Sơn Nhâm Tý Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ Thái Tuế tại Tý. Hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý, phạm Tuế Phá và Tam Sát. Hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long Biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Thìn 1976, nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng. Mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như chấn chạch trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầm ngoài hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thìn 1976. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ năm 2020 xây nhà thì đại cát. Vì vậy, những nhà tọa Bắc hướng Nam thì cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát.
Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn. Tuổi Bính Thìn 1976 xây nhà hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm mệnh tật. Con cái kém cỏi, đặt cửa, giường ở đây, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Bính Thìn 1976 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thìn 1976. Hướng thứ ba đó là hướng Đông, gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ và ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Đối với nam mạng Bính Thìn 1976 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ việc nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết cấu lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Thìn 1976 đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thìn 1976. Thứ tư đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát thì tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết lựa chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành và may mắn. Tuổi Bính Thìn 1976, nam mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ năm đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới trong năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Bính Thìn 1976 xây nhà vào hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ.
gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng đông bắc gồm có ba sơn, Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ, năm canh tí nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Còn với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Bính Thìn 1976 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được Thiên Y thuộc giao cự môn thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ bảy đó là hướng đông nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới, nếu xây thì tròn vào ngày tháng cắt lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Bính Thìn 1976 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, không hợp hướng, được họa hại mà lại là sao lập tồn, thuộc thổ, hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi, sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thìn 1976. Và hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ. Mộc thổ tương khắc nên xây mới trong năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Bính Thìn 1976 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà cho người tuổi 1976 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Với nữ mạng 1976, cung ly hỏa thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh ly hỏa có bốn hướng tốt là Nam phục vị, Đông Nam thiên y, Bắc diên niên, Đông sinh khí, bốn xấu là Đông Bắc họa hại, Tây Bắc tuyệt mệnh, Tây Nam lục sát, Tây ngũ quỷ.
Hãy cùng phong thủy may mắn xét xem các hung vận hạn của từng hướng nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà toàn ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Thìn 1976 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được duyên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 7 và tháng 2 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Bính Thìn 1976 xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng thứ ba đó là hướng Đông gồm có ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Bính Thìn 1976 nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được các sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây gồm có ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Bính Thìn 1976 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành
và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi 1976 đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thìn 1976. Thứ năm đó là hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất gắt. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Bính Thìn 1976 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh mà tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc kim tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi vì khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thìn 1976. Tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên xây mới là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Còn nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn 1976 mà ở nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng được họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn, thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý. Như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thìn 1976. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận không nên xây mới, nếu xây thì tròn vào ngày tháng cát lành tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Bính Thìn 1976 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu, treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Và hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm 3 sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo
sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Bính Thìn 1976 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn gốc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Bính Thìn 1976, nam mạng và nữ mạng. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để quý vị và các bạn có những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.